Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 25 tháng 6 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay, lộc miền Bắc trên kênh của mình nó về được cái lộc, đó là cái con 41. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng bầu bầu trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai 25 tháng 6 cho anh chị em tham khảo. Con bạch thủ mình dự đoán là con 12, song thủ mình dự đoán cái cặp là 59, 95. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc tất cả anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.